đừng có biến thái hả? À, chị hồi nãy chị từ ngoài đi vô á, chị có thấy ai lạ mặt từ trong nhà vệ sinh nữa mình chạy ra không chị? Tao đi từ ngoài ra có thấy ai đâu, tao nghe cái giọng mày hả là chị ché, tao không biết cái tài. Không phải chị, em thề với chị luôn nha, trong công ty mình á có biến thái. Cái gì? Biến thái hả? Ừ. Rồi nó có làm gì mày không? Sàm sỡ mày hả? Không có, nó chưa làm gì em hết á. Nhưng mà vậy nè, hồi nãy em vô đây đi vệ sinh đang đi luôn, cái tự nhiên em nghe tiếng động ở bên ngoài. Sau lúc mà em nghe xuống á, cái em thấy một cái chùm tóc, rồi xong có một cái điện thoại đưa vô quay em la toán lên luôn á chị. Cái gì ghê vậy? Thiệt không? Thiệt chị. Mà mày có thấy mặt nó không? Là người trong công ty hả? Em không biết, em chỉ nghe xuống là thấy cái chùm tóc thôi à, rồi nó chỉ cái điện thoại vô. Giờ em rối quá nè, biết nó có quay cái gì được em nữa, lỡ nó phát tán ra rồi chết em luôn á chị. Kỳ ta, trong công ty mình có bảo vệ mà, ai đi vô đây cũng phải qua bắt bảo vệ hết mà. Hay là bây giờ mình đi xuống dưới hỏi đi. Thôi chị, em sợ lắm. Không thì tao mày đi hết nguyên công ty luôn. Thôi á, mày thấy cái ai mặt mày quen á, mày la lên. Không được, giờ đâu có biết ai đâu chị, hồi nãy em không có nhìn rõ ai, nó chỉ thấy tóc luôn à. Đưa điện thoại lên mà bây giờ em không dám làm gì hết á. Bây giờ em đang rối nè, lỡ nó những phát tán clip của em rồi sao chị? Sao? Chị, mình đi báo sếp đi chị, để lỡ như có nhiều người cũng bị quấy rối giống như em thì sao chị? Báo sếp cho chắc nha chị. Thôi đi, nhưng mà mày nói nha, ta trước giờ tao đi họp rồi. Dạ, đi chị. Anh ơi. Hả? Làm gì mà khoảng hốt vậy? Công ty mình có biến thái anh. Cái gì? Có hả? Ở đâu ra? Dạ có, hồi nãy em đi vệ sinh á, em gặp biến thái mà em không biết là ai hết á. Nó dòm vô rồi nó còn lấy điện thoại nó quay clip lại nữa anh. Công ty mình có biến thái thiệt hả? Dạ, giờ em sợ quá à. Lỡ như mình nó phát tán clip em sao anh? Không sao đâu, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Để anh, để anh kiểm tra camera lại coi có ai rồi người vô trong nhà vệ sinh. Không sao, có anh đây, đừng lo. Alo, anh Cường ơi, lên phòng tôi gấp. Anh ơi, giờ sao anh? Em sợ quá. Yên tâm, để anh, có anh bảo vệ cho. Dạ, anh cho gọi em. Ai vậy anh? Đây là anh Cường, là nhân viên mới của bên bộ phận an ninh. Anh Cường, tôi có nghe thông tin là có kẻ biến thái đột nhập vô nhà vệ sinh nữ quay lén các bạn ở trong đó. Cái gì? Ai? Nó đâu? Tôi cũng chưa biết nó là ai và không biết nó ở đâu, bởi vậy tôi mới kêu lên đây nè. Bây giờ anh đi kiểm tra liền camera giùm tôi xem ai là người lãng vãng ở chỗ hành lang dẫn nhà vệ sinh nữ. Anh An, camera hành lang á, nó bị bụi với lại nó bị mờ á, em đang cho người dọn vệ sinh lại á, có gì chừng nào gắn lên xong đi rồi em sẽ báo cho anh sau ha. Dạ sao anh An, lỗi như tôi phát tán clip em đi. Không sao đâu. Tại sao lại sửa camera vào ngay lúc này? Em xin lỗi, tại em đâu biết công ty xảy ra chuyện đâu anh. Thì từ hồi nào giờ là công ty này là không có tình trạng này rồi đó. Thôi, bây giờ anh với mấy anh em á, lắp liền giùm tôi cái camera 360 ngay chỗ hành lang nhà vệ sinh nữ. Còn tôi với Thảo á, sẽ đi lên trên phòng an ninh kiểm tra lại một lần nữa. Dạ. Đi anh, đi với anh, không sao đâu. Xui thiệt chứ. Giờ phải thay cái camera này thành camera một chiều chứ để 360 lộ hết. Gì? Anh An, ông đó ông nào nhìn lạ quá vậy anh? Ông này là Cường, anh mới tuyển vô vị trí an ninh bảo trì á. Lúc mà mới vào đây á thì anh ta thể hiện là anh ta dễ thương, rồi cũng nhiệt tình lắm. Nhưng mà hôm bữa lúc mà anh check cam lại á, thì trong đoạn cam á chỉ có một mình anh ta đi trên hành lang và đi vào nhà vệ sinh thôi. Cái đoạn sau á thì không có dữ liệu camera nên không biết là sau đó anh ta đi đâu nữa. Nhưng mà hồi nãy lúc em để ý á, em thấy ổng cứ thập thò ổng làm cái gì trên này nè, giống như là cắt dây nguồn của camera vậy anh. Kiểu lén lút lắm kìa. Gì cắt dây nguồn? Em thấy rõ ràng mà. Cắt nằm cắt. Ủa? Đó. Ủa làm gì chi ta? Vậy giờ tính sao anh? Em mới thấy ông đi vô hướng nhà vệ sinh á, để ông làm bậy trong công ty mình là chết luôn á. Thách nó luôn á. Đi theo nó coi. Chạy đâu? Mày lại. Mày làm gì mà chặn đường tao? Chặn ra coi. Nè, anh giải thích tôi nghe tại sao anh ở trong nhà vệ sinh nữ. Làm gì trong đó? Anh An, em vô trong đó là em định giúp mấy chị em phụ nữ đi vệ sinh á. Tại em nghe nói là công ty mình có người biến thái. Anh nói là giúp người ta canh biến thái hả? Vậy tại sao anh lại nhìn vô khe cửa, nhìn vô nhà vệ sinh của người ta vậy? Thì em định núp sọt đó luôn. Anh biết không, lúc mà em nghe cái tiếng mở cửa thì em nghe cái tiếng bước chân á, là em xác định là cái bước chân đó không thể nào là của phụ nữ. Đó thì em tưởng là tên biến thái vô trong. Em mới cầm điện thoại lại nè, em mới xìa xuống em quay để em làm bằng chứng. Đó, nhưng mà đâu có ngờ anh nằm trỏng đâu. Đó. Nhưng không hợp lý quá ha. Vậy mà nãy giờ tôi tưởng anh là biến thái chứ. Anh nói vậy anh xúc phạm tôi á. À, tôi phát hiện anh đi vô nhà vệ sinh nữ, anh chính là kẻ biến thái. Xong bây giờ anh tính đổ lỗi cho nhân viên của anh. Anh tính tẩy trắng hả? Bây giờ là gấp lửa bỏ tay người luôn, nghe chưa? Vậy anh giải thích sao vậy cái đoạn clip mà có một mình anh đi vô nhà vệ sinh nữ? Thì tôi là đội trưởng đội an ninh thì tôi được đi khắp công ty. Tại vì tôi được trả lương để làm cái điều đó mà. Đúng không? Tôi có nghe nói hình như là anh đã từng có tiền án tiền sự về tội quấy rối phụ nữ nơi công cộng. Anh mới ra tù được 2 năm có phải không? Không. Anh, em biết lỗi của em mà, anh tha lỗi cho em đi. Anh cho em được hoàn lương nha. Em ở 2 năm, em trong đó em sợ cái lỗi của em lắm. À, vậy là sợ tù. Dạ đúng rồi. Biết cái tội mình vô tù, vô trong đó bị gì mà đúng không? Dạ biết. Biết rồi sao còn tái phạm? Có kinh nghiệm rồi sao không chừa vậy? Cái miệng thì muốn nói là hoàn lương, mà cái tay thì hư quá nè. Không, cái tay này không hư, tay này nè. Ê, không có nói nhiều. Tội của anh á, tôi không tha được. Tôi không thể nào mà để cái loại người như anh mà tồn tại trong xã hội này được. Thôi, vô trong đó ở thêm vài khóa để rèn luyện lại cái bản thân nha. Tin, dẫn đi.